Hello cả nhà. Hôm nay đáng lẽ là cái clip này nó có nội dung là Huy review những cái bar pub ở bên Thái Lan cho cả nhà biết. Nhưng mà Huy tính làm cái kiểu mà vui vui là vô trong bar, trong pub quay vài cảnh xong rồi đi ra, xong rồi về nó chết che. Chết che giờ sao ta? Giờ lỡ mày đi quay đi vô bar với pub đi review rồi mấy cái người ghét mình nói là mình đi chơi ăn chơi trong bar trong pub, cho nên là giờ review sao mình nói là không được. Mình đâu, mình nói là mình chỉ đi vô rồi mình đi ra chứ mình không có biết gì hết trơn, mình không có biết review, mình chỉ vô mình quay rồi mình đi ra cho cả nhà biết vậy thôi. Sẽ sợ ý là dạng vậy, nhưng mà cái tự nhiên Huy nghĩ ra một cái ý khác là tại vì là cái ý này nó sẽ rất là hay. Nhưng mà chờ chút, hôm nay là Huy đi club một mình, bây giờ là 5 giờ sáng để về nhà để về nhà. Lần đầu tiên Huy làm một clip kể đi club sẽ như thế nào cho cả nhà biết nha, ý là chỉ là review về cái cảm nhận đi club của mình đó. Thực ra là cái cảm nhận Huy có một cái clip Huy bị bệnh, những cái ngày đầu Huy bị bệnh có một cái căn bệnh không bình thường và tự ti, lúc đó là chưa nói nhưng mà bây giờ thì đã trải qua 4 tháng thì Huy sẽ có một cái clip cảm nhận khác chị về về nhà chia sẻ nha cả nhà. Nhưng mà trước hết Huy xuống dưới đây mua đồ. Ở trên dưới đây có cái siêu thị 5 giờ sáng vẫn mở cửa, mình có nên mua gì không ta? Đây là đi về cái mua mà con người ta làm đúng không, hay là khỏi mua cái dòng lên, hay là mua trong các cái cảnh này các cái cảnh này xong mình kể cho cả nhà nghe cho mình mua đồ hay review cũng sao người ta nói thôi. Cái ý mà Huy muốn làm là rất là lâu rồi không có đi bar đi bắp, cho nên là Huy quay lại lần này là để, thiệt ra hôm nay đi bar là có cái chuyện vui á, là do mình đi thôi, chuyện vui trong lòng, nhưng mà ý là do Huy đỡ hơn, Huy đỡ sức khỏe Huy ổn hơn khi Huy đi bar. Cái ai ngờ đi ba xong rồi thấy người ta làm quen mình nhiều y chang như ngày xưa, thậm chí hơn luôn. Giờ Huy ít đi á, hồi xưa Huy cũng có đi mà Huy đi vô nghe nhạc xong rồi đi về, nhưng mà Huy đi cũng đi những cái ngày đông, còn cái ngày bây giờ Huy lựa là cái ngày cuối giờ Huy vô uống một chai nước lọc xong rồi, mà cái ngày là đầu tuần thứ hai không có ai đi nhiều á, Huy lựa vô cái ngày cuối giờ nữa, cho nên nó vắng hoe để mình nghe nhạc rồi mình chiêu chiêu bản thân mình nữa, chứ mình cũng ngại gặp gỡ lỡ mấy có người biết người ta coi, rồi tại vì TikTok của Huy bên Thái người ta biết thì ý là Huy cũng đi nói tùm lum hết luôn á, Huy nói hết luôn, ai mà nói chuyện Huy là Huy nói tôi bị vậy á, cho nên Huy cứ đi chơi Huy cũng ngại ngại á. Thiệt ra không phải là ngày nữa mới là gọi là tự ti, người ta nói là không tự tin chứ thiệt ra là đối với Huy là tự ti luôn, nhưng mà mình vẫn tích cực nha. Đây là cái cảnh ở ngoài quán bar lúc mà đi về, có tiếng Việt người ta ghi chữ đó, rồi thì đi thêm một cái bar nữa, ở đây người ta mở tới 5 giờ sáng hay 4 giờ sáng gì đó. Nói chung là mấy bạn nhảy vui lắm, nhưng mà Huy chỉ đứng Huy nhìn một góc thôi, còn những nè nè hôm nay là đi club về nè,
để kể cho mọi người nghe là hôm nay đi club làm sao mà phải để về nhà, tại vì hôm nay là Huy là đáng lẽ là đi club uống bia không, nhưng mà uống rượu luôn. Coi này, cái mặt nó hồng hồng nè, thấy không? Con mắt nó đỏ đỏ luôn nè, thấy không? Đó, ghê không, ghê không? Nhưng mà đang có người đi đang đi theo sau á, đẹp trai lắm, đã hai cái anh đằng sau. Cho nên là từ từ nha, để từ từ chưa nha, kể cho. Từ từ nha, từ 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 từ. Hai cái anh nó đẹp lắm. Mấy cái mặt Huy đỏ đỏ luôn. Huy tính là uống nước lọc thôi nha, nhưng mà cuối cùng là uống luôn rượu luôn. Đây là lần đầu tiên mà không phải lần đầu tiên mà. Không, không có một lần ta mời. Lúc mà đi chơi với bạn Huy ở Tây Giang, người ta mời mà không lẽ mình nói giờ em bị HIV, cho nên là em không có uống được. Mình nói gì cũng kỳ, mà mình nói láo ra mình chưa có kịp, tại vì mình không có nghĩ ra cái cách nói láo. Cho nên lúc đó là uống luôn, uống luôn chút xíu thôi, nhưng mà về nó mệt, đó là mệt. Nhưng mà hôm nay tôi uống luôn đó mọi người, tôi uống luôn một ly rượu luôn, cho nên là tôi sẽ ăn cái một ly ăn hết cái tô này xong rồi mới về kể được nha, tại đang say quá. Cả hai cái anh đẹp trai đi đằng sau xin xin Instagram của tôi mà tôi đâu có dám cho đâu. Hai anh Trung Quốc mấy bữa là gặp mấy ảnh rồi, mấy ảnh lúc mà Huy mới tới là mẹ anh đá vô người Huy nè, đá vô người ấy là mẹ té vô á. Xong rồi Huy thấy hai ảnh đứng tới cuối vô luôn, không có một mình Huy mà hai ảnh còn hỏi là bạn có Instagram không, mà cái anh đó là ảnh dạng như là ảnh mình đang nói ăn mà cái mồm liền đó. Ăn xong có sức kể. À, đang say nữa. Người ta nhìn quá trời, người ta thấy mình tưởng nó chỉ một mình nữa. Ăn mực này, cái phần này là 219 bạn. 219 bạn là mở 100 150, xong rồi thêm 15.000 nữa là 165.000 thôi. Ủa đúng không ta? Của 200 là thành 70 là 150, đúng rồi, 165.000 đó. Trong đây nó có mấy cái cọng miếng trong trong này, có rau nè cả nhà. Hai cái anh đã đẹp trai lắm, đẹp lắm. Mẹ ý là Huy không có thích cái gu đó, nhưng mà Huy thấy đẹp, Huy thích ngắm. Tại vì cái anh đó là cái mặt đẹp, đẹp mà nhìn ảnh hiểu điều phụ nữ lắm. Anh giống con gái nhưng mà ý là nhưng mà đẹp, có nghĩa là Huy vẫn thích ngắm nha, nhưng mà nhìn ảnh chuyên nghiệp lắm, nhìn ảnh đi chơi chuyên nghiệp lắm, ảnh rành lắm, cho nên là Huy thích. Nhìn ảnh vui tính nữa cho nên Huy thích. Nhưng mà anh hỏi Instagram của Huy cho nên Huy không có dám cho, tại vì ở trên Instagram của Huy là Huy có để link YouTube với lại biết HIV, Huy sợ người ta hết hồn á, cho nên là Huy không có muốn người ta làm hết hồn. Tại vì cái anh đó anh cũng không có phải là đàn ông quá, mà ảnh giống như mình chỉ muốn làm bạn, mình cũng không có cần trực tiếp phải nói cái chuyện kia. Nhưng mà ảnh nhìn ảnh rất là dễ thương nha, kiểu con gái, nhưng mà hơi vẫn thích. Kiểu như là chị em vậy đó, nhưng mà đẹp lắm nha, đẹp lắm á, kiểu á. Mà trang điểm nữa, cái môi hơi hồng hồng nhưng mà cái mặt đẹp lắm, con mắt to, cái mũi cao, mà nói chung là chuyên nghiệp lắm, ý là ăn uống rồi chuyên nghiệp lắm. Ý là đi với trai rồi có trai rồi luôn á, có trai luôn. Mà cái người mà theo bạn đó là nói chuyện hơi nói cái bạn này thích bạn này, mà hai người đã hôn nhau, cho nên là hơi mắc cỡ quá. Mà cái anh đó là hồi bữa hơi cũng có để ý rồi, có một lần là đó, cái lần đó cái lần đi chơi nào á, lần đi chơi nào Huy cũng có để ý rồi. Nhưng mà lúc đó Huy bị cũng bị HIV rồi đó, 4 tháng đó mẹ. Thực ra cái chuyện mà đàn ông hay là nữ tính đó, đối với Huy nó không quan trọng, nhưng mà giống như là mình có cảm giác á, giống như là làm bạn chứ không phải là cái chuyện kia đó mọi người. Cho nên là cái anh này đó, Huy cũng thích lắm, mặc dù anh giống con gái nhưng mà anh đẹp trai lắm.
mắt to, hai mí rồi, rõ ràng luôn. Là cái ý là cái kiểu là chuyên nghiệp luôn, nó cầm ly rượu này nè, ý là cầm cái ly rượu này, cầm cái ly rượu cái tay này nè. Nhưng mà cái người thì đàn ông nè, nhưng mà cái tay cầm cái ly rượu này nè, uống vô uống vô và nhẹ. Huy mắc cười tại vì Huy thấy là giống như là muốn kết bạn chị em rồi vậy á, mà ai ngờ người ta thích mình, người ta tưởng mình đàn ông. Là ngờ mình không thích, nhưng mà thích là giống như kiểu chị em chứ Huy là Huy mềm mỏng thì sao Huy đảm bảo về được người ta. Nhưng mà thiệt ra hồi xưa là Huy vẫn thích những cái kiểu đó, tại vì đối với cái chuyện mà đàn ông hơn hay là phụ nữ hơn nó không quan trọng, mà quan trọng là thích là nhất, là thích là nhất. Nhưng mà do bây giờ Huy yếu, Huy yếu Huy không có như xưa, cho nên là cái chuyện đó của Huy đó, nó không có mạnh, cho nên là Huy làm đàn ông ít được lắm, cũng được nhưng mà ít lắm, nó giống như là nó yếu. Nè, Huy không bao giờ ăn cái món này, nhưng mà hôm nay Huy kêu tại vì cái món này Huy thấy nó sực sực, nó giòn giòn lá lách. Huy không có bao giờ ăn đồ lòng nha. Tại là thấy nó cũng ngon. Vừa rồi là thịt con cá, còn cái này là ngó sen. Na tra, mọi người biết na tra không? Na tra tôn ngộ không, na tra là được nặng từ cái ngó sen này này, củ sen đó. Tiên hơi say thì uống, hơi say uống không có phải là bị ép nữa mà là uống luôn. Tại vì thấy lâu rồi Huy ra đường mà cũng có nhiều người nhìn nữa, Huy tưởng là cho nên thấy vui. Uống luôn. Ngày mai là tập đội thì mệt lắm luôn á. Khi mà có rượu bia vô là mệt đặc biệt hơn, đặc biệt là rượu nha. Mà hôm nay Huy uống rượu á, bia nó còn đỡ mệt hơn nha, tại vì bia nó ít cồn hơn, nó cũng là lúa mặt, còn rượu hở là nó mệt lắm. Nhưng mà Huy đang làm cái tí bệnh luôn, nó mệt lắm mọi người, nó phải phục hồi là nó hơn yếu hơn là bình thường, cho nên là ăn cái mụn liền, cái mụn liền ăn rồi cho mai đỡ mệt. Hồi nãy Huy chào cái anh kia 100 bạc, Huy tiếp cho anh ra. Huy thấy anh dễ thương nói chuyện với Huy á. Mà anh là giống như yếu điệu thuộc nữ, giống như con gái với là cái bụng bự luôn. Mà dường như là do cái chị kia, chị bị rớt chứng minh nhân dân. Xong rồi, cái chị đó con gái nhưng mà chị rớt chứng minh nhân dân, chị chơi trong club của gay á. Nhưng mà chị ý là người ta chưa lượng được chứng minh nhân dân, mình phải trả tiền tiếp cho người ta. Mà mấy người đó chờ chị đó cho tiền tiếp mà chị đó không có cho, bỏ đi tỉnh bơ. Xong rồi mấy cái người đó dạng như cười với nhau á, nhưng mà Huy nhìn là Huy hiểu, nhưng mà thiệt ra là không nên đòi, nhưng mà ý là ai mà biết điều á là sẽ cho nên là người ta cười với nhau cái nội bộ đó. Cho nên là Huy thấy cái anh đó anh cũng dễ thương với Huy, cũng nói chuyện với Huy, cho nên Huy cho 100 bạc. Mặc dù anh nói là cái bụng bự là anh nữ tính lắm, nhưng mà Huy cho ảnh là tại vì là giống như chị em với nhau á, thân gái dập trường đi làm cũng cực khổ. Huy cho 100 bạc.
mấy bà chị nhìn quá trời luôn, mấy bà chị mà người tưởng Huy nói chuyện một mình. Hết rồi hả mọi người, 165.000 là hết rồi. Mực rồi đó. Có sao điểm nữa. Cái nữa. Mở tới sáng luôn á, bây giờ là 5 giờ sáng rồi á. Mà cái chỗ đó nó mở tới 5 giờ sáng luôn á. Cái chỗ mà Huy đi á. Nhiều chỗ, hôm nay là Huy đi hai chỗ. Mà mở ra Huy uống nước lọc. Lúc sau Huy uống nước lọc luôn. Mà cuối cùng tự nhiên nó hơi nó ủa sao lâu rồi ra đường mà mình cũng có nhiều người nhìn vậy. Mình cũng ấy là mình cũng tự yêu bản thân lắm, mình vui quá mình chơi luôn. Mình chơi lớn chứ không phải là vì trai hay là gì hết á, mình là chơi một mình. Là hơi đảm bảo là Huy không đi với trai rồi đó, mặc dù là có nhiều người làm quen nha. Tại vì Huy tự ti á. Nói cái chuyện gì Huy sợ người ta hết hồn chứ không phải là Huy sợ gì hết. Huy không có muốn làm người ta bị hết hồn khi mà nghe cái chuyện đó. Huy cũng không có muốn người ta phải giật mình lên. Đó là cái lý do chính nha, chứ không phải là cái lý do tự ti là trước hết. Mà Huy không có muốn làm người ta bị giống như bị thoát tim khi mà nghe vậy. Ví dụ người ta đang thích mình, người ta xin liên lạc, người ta muốn nói chuyện mà tự nhiên mình nói hey, tôi bị HIV. Cái tự nhiên mình nhìn thấy cái mặt người ta, cái mình cũng bị, cho nên mình cũng không muốn bị vậy. Mà mình nói xào cũng không được. Nhưng mà người ta ai cũng dặn thôi là không được nói, không có cần nói. Nhưng mà mấy cái người ghét thôi thì nói là mày đi chơi với ai mày thì báo cho tao tụi tao rồi đó. Ở trên comment á, cho nên Huy bị ám ảnh lắm, Huy sợ lắm. Mà thiệt ra Huy không phải sợ mấy người đó, Huy chỉ nói cái miệng vậy thôi, chứ thiệt ra Huy không sợ. Nhưng mà Huy không muốn cái người mà thích mình nó lại bị hết hồn, cho nên là Huy không có nói ra. Đây là những cái cảm giác thiệt sự. Còn cái đau mà lần đầu mà Huy bị như vậy á, Huy kể với mọi người lúc đó là Huy chưa có nói bệnh á. Có một cái clip là Huy lúc đó là Huy ủng hộ cái người không, Huy đi club mà Huy không có dám nói cho cái người đó, cái người thích mình biết. Mà cái anh đó đẹp lắm, Huy có thể mọi người có thể coi lại nếu mà biết hành trình Huy lúc đó là đi ba, nhưng mà Huy chạy về nhà liền luôn. Cái anh đó đẹp lắm, đúng gu luôn mà manly luôn. Cái anh hôm nay là nữ tính, còn cái anh kia là manly luôn, nhìn là rớt chảy nước miếng luôn. Hả? YouTube? Yeah. Where are you from? Korea. Oh, I also. So? Huh? You stay still? Oh, before I been there to months. How about? Huh? How about so? Very nice. And the second time I see the snow, it's very nice. Okay, enjoy. Yeah, thank you. Thấy không hả? Huy đi chơi á, là mấy cái người người ta tới nói chuyện với Huy chứ Huy đâu có nói chuyện đâu. Cái đây là cái sự thiệt đó nha. Cái đây là sự thiệt cho đâu mình. Mình đang say, mình uống mấy cái này là tỉnh á, uống cái súp này cay cay. Mm.
Mới thấy cái ông thầy chùa đi vô toilet. Ông thầy chùa ông đi toilet có 5 giờ sáng, 7 giờ này là đáng lẽ là mình phải nói là thầy chùa chứ không phải được nói là ông thầy chùa. Cho Huy đang say cho nó Huy quên. Thầy Huy mới thấy vị thầy chùa đang đi vào toilet. Tại vì bây giờ là sáng ở bên Thái là những cái vị sư sẽ đi khất thực á mọi người. 5 giờ sáng luôn thường ở chợ người ta sẽ đi khất thực, cho nên là Huy mới thấy một vị sư đi vào toilet cho nên Huy kể với mọi người. Và bây giờ Huy tắt clip tại đây và Huy về nhà Huy kể tiếp cái chuyện đi ba hôm nay nhé. Đây, cái bánh Tokyo ông thầy sao đây chỉ có 7,000 một cái thôi nha cả nhà. Giờ mình lấy tiền. Đây là trong lúc say mua đồ trong lúc say ăn tiếp cái một liền ăn tiếp. Thiệt ra là Huy no lắm rồi nhưng mà tại vì cái kỷ niệm của cái anh này Huy hồi xưa cái bánh này là ở Thái Lan nhưng mà người ta kêu cái bánh là tên là Tokyo. Chưa có 7,000 mình mới mở hàng. Mình mua một cái thôi kệ. Đây. 7,000 Việt Nam mình đó cả nhà, 7,500 tiền Thái đang lên. Đó, cái anh đó anh bán vào lúc bây giờ là mấy giờ rồi? Hồi nãy đi chơi trong đây nè. Đó, bây giờ là 6 giờ sáng. Cái chị đó chị nói Huy là người nước ngoài hả? Ý là Huy đi rồi cái chị đó chị nói. Đó, bán cơm, bán đồ rồi sẽ buổi sáng rồi nè cả nhà. Bán xăm tăm nè. Xăm tăm để gói sẵn luôn. Bán trái cây rồi luôn ngang đầy đủ nha cả nhà. Dưới kia có chợ luôn á. Là hồi hay đi hồi xưa hồi ở khu này nè. Nhưng mà lâu lắm rồi hồi mới ra lại đây á nha. Tại vì hồi ở trong hốc trong hẻm dưới kia rồi. Cho nên là giờ hồi quay lại đây thì để về nhà hồi tôi kể cho cả nhà chuyện đi ba hôm nay nha. Thì đi bộ về tiết kiệm cũng xa lắm á, 15 phút. Đây gần 5 giờ hơn cho nên người ta cũng dọn ra để bắt đầu một buổi sáng thứ ba. Hôm nay là sáng thứ ba rồi tại vì nửa đêm là thành Huy đi chơi đầu tuần cho nó vắng á. Chứ Huy không có dám đi những cái ngày đông người mắc cỡ lắm. Tại vì thứ nhất là Huy một mình, người ta sẽ hỏi ủa sao đi một mình vậy. Thứ hai là bây giờ có những người ta biết Huy bị bệnh á, cho nên là thí dụ mà ai tới làm quen Huy hơi sợ cái cảm giác là người ta sẽ nói cái thằng đó nó bị bệnh đó. Cho nên là Huy cũng không có dám đi. Huy đi được cái ngày vắng nhất đầu tuần thứ hai nè. Cho nên mọi người thấy nó bán không? Đó, bây giờ người ta bắt đầu nhóm lửa lên nè. Cái khung cảnh buổi sáng nó rất là thú vị. Mình hơi quay cho cả nhà xem. Đó, anh đây anh cười nè. Anh cười hơi á, anh nhóm lửa vào buổi sáng nè. Để bán á. Cái này là củi tiểu gì á. Củi tiểu khét. Củi tiểu khét, người ta viết vậy. Cái tên, chắc tên khét. Đường vắng không cả nhà. Cái đường nhà Huy là đi nó vắng. Giờ những cái hàng quán người ta bắt đầu mở ra nhưng mà chưa có khách. Là sớm quá. Nó vắng như thế này nè. Ở đây. Có bán hoa nè, vừa Huy mua hoa lắm mọi người nhớ. Cô đó còn cắm hoa. Hoa hồng tím. Có anh dắt hai con chó đi ỉa buổi sáng. Ở bên đây có cái trường Christian, cái trường của những cái em nhà thờ á, sẽ có những cái trường như vậy nha cả nhà.
nhưng mà là cũng trường học luôn, cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn á. Nhưng mà là nó thuộc về nhà thờ gọi là Christian High School hay là trung học hay là gì đó, tiểu học, có những cái trường riêng vậy luôn cho những cái bạn nhà thờ về theo đạo Chúa, gọi là theo đạo Chúa. Đôi khi nói chuyện nó bị chậm quá nha, cả nhà. Đó đó, thấy không? Đã cho xin tiền mới tiếng cái chị đã nhìn quá trời luôn đó. Huy đang ngồi trong bóng đêm chờ cái chị đây. Ê, máy quản, máy quản, máy xài đây rồi. Máy xài lên trượt lên. Bên đây ngộ lắm, có nhiều người bây giờ là không có nó uống đường rồi mà người ta vẫn bỏ, giống như đi cắt tóc nó cắt cái đừng cắt cái máy mà người ta cũng cắt cái máy. Người ăn cái bánh bánh 7.000 tên Tokyo. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản, nhưng mà cái bánh này là ở Thái Lan, nhưng mà người ta kêu là cái bánh Nhật Bản nhưng mà ở Thái Lan nha. Say cho nên là mua một ly trà chanh để uống để nó bớt say. Huy không có uống ngọt, thứ nhất uống ngọt rồi nó càng say nữa. Cảnh sát đi tuần lắm mọi người, đi chơi em nhớ đem thì quách bao tôi thì không đem cả mà hơi bút xe. Thì cái clip mà đi nhậu đi club lần đầu uống rượu mà thiệt tình để trải nghiệm á, thì Huy tính làm vui vui. Hôm nay Huy thấy không có vui luôn á mọi người. Tại vì bây giờ là tới giờ uống thuốc rồi nè. Huy nói Huy sai cho mọi người biết là không vui. Chờ Huy uống thuốc cái nha. Là Huy tính là làm vui vui kể đi ba rồi sao rồi. Thực ra là Huy cũng không có nghĩ là mình uống rượu. Mình giao lâu rồi Huy không đi chơi, Huy nghĩ không có ai thích Huy đâu. Mà ra đường lâu quá không đi, người ta thấy mà thấy người ta vẫn thích mình nhiều quá, mình vui trong lòng mình. Nhưng mà sau cái vui đó thì uống bia, uống rượu thì thấy cái cơ thể nó mệt quá. Nó giống như là có một cái gì nó đè xuống vậy á. Nó mệt lắm. Bình thường là uống bia uống rượu là cũng mệt, con người bình thường là vẫn mệt, nhưng mà đối với cái người HIV á, tính là làm một clip vui vui kể đi ba đi bắp rồi sao, hoặc là làm một cái clip vui là giống như là review ba bắp ở Thái Lan cho mọi người xem nhau, xong nhớ là ê mà không được, không có được kể chuyện đi chơi đi ấy. Tại vì sợ mấy cái người vô nói là Huy đi chơi. Clip đại gia thì bị chửi, thì đi chơi Huy cũng sợ bị chửi. Huy tính là làm vui là vậy. Nhưng mà cái lâu rồi ra đường được đi được nhiều người thích mấy cái đó, sao Huy quay được, đâu quay được. Nhưng mà cũng vô tình là có những cái người tới nói chuyện Huy hoặc là đi theo Huy là mọi người biết. Nhưng mà Huy cũng buồn lắm, tại vì bị cái bệnh này người ta sẽ lấy cái bệnh này ra người ta chửi Huy đủ cách, đủ kiểu. Ví dụ Huy nói bệnh đó, người ta chửi rồi. Người ta chửi là có những người thì người ta nói Huy, người ta khen Huy, nhưng mà có những người người ta sẽ lấy cái đắng người ta chửi Huy. Nói
sao có bệnh mình nói, rồi có bệnh rồi nói hoài, hoặc là gì đó, hoặc là có nói Huy là mà, ví dụ Huy nói Huy giờ Huy sợ ấy rồi tương lai, rồi người ta lấy cái hình Huy người để trên những cái web không phải những cái trang Twitter, rồi người ta để mày bị HIV rồi này nọ, rồi đó, là Huy cũng buồn, Huy cũng tính đi đóng con phim những con heo bắt nó chịu thiệt là có thiệt, nhưng mà Huy, có thể là Huy làm thiệt luôn, nhưng mà Huy cũng mọi người thấy là cái bệnh này nè, người ta lấy ra người ta chửi Huy bằng đủ cách bộ kiểu hết. Nói chung là người ta lấy cái bệnh ra người ta chửi, người ta sẽ biết cái bệnh rồi người ta là chửi hết được hết. Mọi người thấy nó bình thường, thấy nó bình thường đâu. Cho nên là ví dụ người ta sẽ chửi là ngay cả khi Huy nói Huy đóng phim những con phim bắt nó dễ thì người ta cũng nói là ai mày thèm đóng phim với mày. Mọi người thấy không? Đó là thứ nhất. Hoặc là người ta sẽ, nói chung là người ta sẽ chửi, nói chung là vậy đó. Cho nên là hoặc là những cái lúc mà Huy buồn ngủ, hoặc là Huy ngủ giữa chừng, Huy rất là sợ không có được những cái giấc ngủ của một người bình thường, là ví dụ bệnh những cái bệnh khác thì có thể uống thuốc không đúng giờ cũng được, nhưng mà cái bệnh này là mình phải đúng giờ, chứ không là virus nó lên mình phải là uống thuốc suốt cuộc đời, cho dù bệnh có nhiều có ít đi thì cũng vẫn uống thuốc suốt cuộc đời chứ không có được bỏ. Rồi mình phải giữ sức khỏe kỹ hơn người ta, mình tưởng thấy không, lâu rồi không đi chơi, ra đường cũng có người theo, mà mấy cái đó mình cũng không có nói làm gì, nhưng mà mọi người thấy không, người ta vô người ta chửi Huy ai đâu mà thèm đóng, nhưng mà chứ thiệt ra là giờ đó người ta vẫn đi theo, nhưng mà khi mà Huy nói Huy bệnh rồi á người ta cũng chịu, nhưng mà khi mà Huy nói cho Huy ước Huy gì đó nè, thì người ta cũng chửi tiếp, người ta chửi là mày làm vậy là ác quá nè, mà trong khi là mình truyền đạt những cái ước vọng để cho mọi người biết cái bệnh này nó khổ tâm, là nó khổ tâm ở những cái chuyện là nó không có bình thường được. Ví dụ mình bởi cái gì là mình phải giữ kỹ hơn người ta, hoặc là mình phải để ý để tướng, hoặc là đi sức khỏe là mình cũng phải để ý để tướng hơn. Đó là những cái chuyện mà hôm nay Huy trải lòng với mọi người, đó là như vậy. Và khi mà Huy ngủ, hoặc là Huy hôm nay Huy uống rượu thì Huy thấy Huy quá mệt, nó giống như có cái gì đã đè xuống, nó mệt quá mọi người ơi. Sao mấy người ta nói cho nghe tôi có, hoặc là dòng họ, hoặc là hàng xóm bị mấy chục năm mà uống bia uống rượu hoài, có những người người ta comment vậy, uống bia uống rượu hoài, hoặc là chơi cái mấy cái ái hoài gì đó, hiểu không, mà vẫn sống mấy chục năm. Nhưng mà Huy nè, Huy mới uống một chút thôi mà giờ Huy dày rồi, Huy lấy cái bản thân ra Huy để Huy kể với mọi người Huy vui, nhưng mà người ta cũng nói là Huy sẽ cũng có tiếp tục chửi nữa, phải không? Đó, nói chung là vậy đó. Nó là tùy người, giờ Huy không biết. Huy thấy Huy uống bia uống rượu vô một cái là Huy mệt tí đái luôn. Mà cũng có những cái người nói thiệt giống như Huy là có đó, người ta nói là cái bệnh này là kỵ bia kỵ rượu lắm, đặc biệt là rượu, uống vô là trời như là người chết rồi luôn, nghe nó mệt, đó là mệt luôn. Ở đâu mà ra, nói mấy người nói rằng mấy chục năm mà uống bia uống rượu ngày nào cũng uống không bị gì, ở đó là thần tiên, thần bia thần rượu. Chứ ở đâu ra mà ngày nào cũng uống mà không mệt, rồi chơi mấy cái kia nữa, ở đâu ra? Có thể là có, nhưng mà do giống như là người ta là giống như là khỏe quá rồi, hoặc là người ta là gì rồi, thần rồi, lâu lâu có ngừng vậy chứ ở đâu ra. Giờ tôi uống cho tôi mệt, uống xỉu đây này. Hồi xưa tôi cũng uống cho mọi người, hồi xưa Huy cũng uống bia uống rượu chứ hơi không uống nè, mà hiếm lắm, vui quá mới uống, hoặc là cái chuyện gì mà sốc quá chịu hết nổi rồi mà uống, để giải tỏa tâm lý, để cứu rỗi cái tinh thần của mình, vượt qua cái cú sốc tinh thần.
mình mới uống, nhưng mà sau cái lần uống đó nó cũng mệt, nhưng mà nó không có mệt như vậy. Do cũng biết diễn tả nó mệt sao nữa, do mọi người bị, mọi người nói, do mọi người bị, mọi người tự hiểu chứ giờ cũng không biết nói sao nữa. Chờ nói gì cũng cứng họng đó. Vậy nha mọi người, nói chung cái clip này cũng vui nha. Đi ba đi bốc thì vui lắm. Nói chung là cũng có những cái vui là giống như là mình bị cái dịch rồi mình không có ăn chơi này nọ, cho nên là lâu rồi đi ra đường là người ta tưởng mình người ở đâu ra, cho nên người ta thấy, người ta thấy lạ quá. Rồi có nhiều người gặp ơi nói ủa sao đẹp đẹp mà cách sửa gì không, chắc không có đi chơi, cho nên người ta thấy mình ít xuất hiện, rồi người ta tưởng mình người lạ là thứ nhất, hoặc là người ít đi chơi cho nên là mình cũng không có tàn tạ lắm. Nhưng mà giờ thấy không, đi chơi một lần rồi là cái tay nhấc lên là giống như là giờ này là giờ này đó. Nói chung đây là cũng có trong cái buồn nó cũng có cái vui, mà trong cái vui nó cũng có cái buồn vậy nha, nghe nha, cũng có tích cực đó chứ không phải không đâu. Thôi chào cả nhà tại đây nha, bye bye.